Thưa quý vị và các bạn, hơn 400 ha đất rừng của các hộ gia đình được nhà nước giao theo nghị định số 163 của chính phủ đã bị bán, chuyển nhượng, cho thuê trái quy định là việc mà các cơ quan chức năng của huyện Quỳ Châu mới phát hiện được gần đây. Điều đáng nói là cùng với sự chuyển nhượng trái phép này thì đã có hàng chục ha đất rừng bị sử dụng không đúng mục đích, nhưng việc xử lý thì chưa hiệu quả. Sai phạm trên được phát hiện tại các bản Kẻ Nính, Bà Cọ, xã Châu Hành. Nhiều hộ gia đình tại các bản này được giao đất rừng theo nghị định 163 của chính phủ đã tự ý bán, chuyển nhượng cho công ty cổ phần Nghệ An Xanh, trụ sở tại bản Bình Ba, xã Châu Bình thuê. Vào những năm 2011-2012, công ty này đã trực tiếp đến các hộ gia đình có đất rừng để hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng thuê quyền sử dụng đất có thời hạn 50 năm với giá thỏa thuận từ 350.000 đồng một hecta đến 1.600.000 đồng một hecta. Thống kê ban đầu đã có 38 hộ bán, chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất với tổng diện tích lên đến 416 hectare. Trong đó ở bản Kẻ Nính là 232 hectare, bản Pà Cọ hơn 183 hectare. Đến năm 2014 và 2015, doanh nghiệp đã đưa lao động, máy móc đến để sản xuất khai thác. Chúng tôi cũng báo cáo nhưng mà xong nó rồi thì từ xã đến cơ sở cũng với cấp trên cũng không thành một cái quy định kiểm tra chặt chẽ như bây giờ. Thế rồi nói xong rồi cũng thôi để đó. Thế từ chỗ đó thì càng ngày là dân càng bán nhiều. Đây là khu vực rừng mà hầu hết người dân bản Kẻ Nính, xã Châu Hạnh đã bán, chuyển nhượng cho công ty cổ phần Nghệ An Xanh. Trong số diện tích các hộ gia đình đã bán, chủ yếu là rừng tự nhiên tái sinh phục hồi. Ông Lữ Văn Hiếu, hiện là phó bản Kẻ Nính, cũng là người đã bán đất rừng tại đây. Điều đáng nói là ông Hiếu cũng như hầu hết các hộ dân khi thực hiện việc mua bán chuyển nhượng cho thuê thì chỉ một số ít có hợp đồng, còn lại chủ yếu thỏa thuận bằng miệng, người bán nhận tiền, bên mua nhận bìa đỏ. Cái thời điểm thì tôi cũng có chuyển nhượng vài héc, thì là 7 héc. Nhưng mà đất không phải là cái vùng gần bán đây, đất ở xa giáp với Châu Hồi với Châu Thuần trên Đầu Khe cũng được vài triệu thôi. Để đấy được có mỗi héc được có 300 bạc thôi mà. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại khu vực Khe Nhôm thuộc bản Kẻ Nính, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu. Tại đây thì theo thống kê của Hạt Kiểm Lâm huyện Quỳ Châu đã có trên 300 hectare được người dân chuyển nhượng cho công ty Nghệ An Xanh để trồng keo. Điều đáng nói là trong bìa 163 của các hộ dân ấy, bìa đỏ thì khu vực này chủ yếu là người dân chỉ có chức năng khoanh nuôi bảo vệ. Nhưng mà sau khi chuyển nhượng thì cho đến thời điểm này thì những cái vườn keo, những cái đồi keo của công ty Nghệ An Xanh đã lên đến 1-2 năm tuổi như thế này. Thời điểm năm 2011, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu đã nắm bắt được thông tin về tình trạng mua bán, chuyển nhượng chui, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng được cấp theo Nghị định 163. Vì vậy, năm 2012, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu đã có công văn số 162 về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Theo đó, yêu cầu chủ tịch các xã, thị trấn không được xác nhận cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâm nghiệp, giao cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, không thụ lý hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâm nghiệp của các hộ gia đình đã được cấp theo Nghị định 163. Văn bản ban hành để ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng trái phép và chỉ cho phép các hộ gia đình được chuyển nhượng đất lâm nghiệp khi họ không còn nhu cầu sử dụng do chuyển đổi nghề nghiệp hoặc hết tuổi lao động, được Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn xác nhận. Nhưng trên thực tế, khi văn bản ban hành thì việc cũng đã rồi. Họ từ coi như là không qua ta thì không qua chính quyền địa phương để mà chuyển nhượng, thì cái đối tượng mà họ từ được chuyển nhượng đó thì họ là phạt rừng trồng keo thì làm cho quản lý cái vấn đề là thứ nhất là quản lý vì cái lâm sản ở trên rừng khó nữa, vì họ phạt đốt cháy rừng các thứ thì làm ảnh hưởng cho là chính quyền địa phương rất là lớn. Anh em chúng tôi thì mấy lần đi cùng vào cũng đã nữa, nhưng mà thực tế ra là những cái anh em làm lá làm trài thì lại nói là cùng xuống, thì thực tế là đúng là các hộ gia đình đó cùng bảo vệ lấy cái ông này, chúng này là họ là cùng phối kết hợp làm với nhau thôi, cho nên là nó cũng rất là khó trong cái vấn đề là cho xử lý.
Theo Nghị định 163, việc nhà nước giao đất lâm nghiệp quy hoạch xây dựng, phát triển rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân là để sử dụng ổn định, lâu dài với mục đích sản xuất lâm nghiệp kết hợp với phòng hộ, ổn định môi trường sinh thái. Luật đất đai các thời kỳ cũng quy định rõ về việc chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng như quy định rõ về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng. Tuy nhiên, việc kiểm tra xử lý sai phạm trên đến nay vẫn chưa quyết liệt và dứt điểm. Thậm chí sau khi nhận chuyển nhượng và thực hiện trồng rừng, công ty cổ phần Sai Nghệ An vẫn chưa tuân thủ đúng quy định về trình tự, thủ tục trồng rừng như quy hoạch, thiết kế và trình các cơ quan chức năng phê duyệt.